Đây nhá, chỉ cần cởi áo phông như này. Bạn tới đi mơ rồi, mới đi Thái Lan. Có thể thay đổi được chiều cao 3 phút như này. Bạn là người đang số. Muốn chạy bình thường nhé, bình thường là sẽ cắm điện và chạy như này. Còn bây giờ khi có điện, cần một cái áo phông sau này. Và mình sẽ khuyến mại thêm một cái đầu nối như này. Đây là ở đây. Đầu nối này là có phân biệt được cực âm và cực dương, dấu cộng và dấu trừ nhé. Dương là dấu cộng, âm là dấu trừ. Mình chưa có dây điện này thì nhà nào cũng có. Đấu ở đây thôi, vặn chặt lại. Cái này thì làm rất dễ. Ưu điểm của cái việc này là mình không cần phải mua thêm ắc quy ở ngoài, nhà nào cũng có. Nhớ nha, là phải âm dương, phải là đúng cực âm cực dương của ắc quy này, dấu trừ dấu cộng. Cắm vào đây ha. Quay. Hi Dreamer. Hello, I'm Dreamer. Chào non. Chào non. Hi. Chào. Level 1, số 1 nhỏ nhất. Rất là hiền và khi ngủ mà không lấy tiếng động, mọi người có thể ngủ ngon được. Level 2, số 5 này cũng rất là nhẹ. Thích hợp cho dùng ở trong các phòng mọi người bật điều hòa khi ngủ. Còn muốn gió mạnh hơn thì cứ bật số lớn nhất là số 18. Level 1